Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Cà Phê Sáng tôi được trang trọng giới thiệu đến quý vị Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa. Lâu quá chúng con mới có cơ hội gặp được Hòa Thượng. Xin cảm ơn Hòa Thượng với sự có mặt của Hòa Thượng sáng nay với chúng con, thưa Hòa Thượng. Anh Di Đà Phật cũng lâu hơn. Dạ. Mấy tháng rồi mình không gặp nhau. Dạ. Thế thưa Hòa Thượng, lúc này Hòa Thượng sức khỏe như thế nào? Cũng tạm tạm được. Tạm thôi Hòa Thượng. Tạm thôi. Chắc quý vị cũng biết trong cuộc vô thường á, trong cuộc đời vô thường á, mà mình tạm tạm là đủ rồi. Yeah. Thưa quý vị, chắc quý vị có điều kiện đến Quận Cam thì chắc quý vị đi đến tất cả các sinh hoạt Phật giáo thì quý vị biết Hòa Thượng Thích Chân Thành, một trong những tu sĩ có thể nói là lớn ở đây. Ngài rời khỏi Việt Nam năm 1970 đến tu học tại Nhật Bản và sau đó ngài đến định cư tại Hoa Kỳ. Thưa thầy, Hòa Thượng qua Mỹ như vậy là năm nào Hòa Thượng? Tôi sang Mỹ hai lần. Dạ. Lần thứ nhất là năm 1982. Dạ. Rồi tháng 3 năm 1983 thì tôi về lại Nhật. Về lại Nhật. Về lại Nhật rồi tháng 5 ông già tôi, ông Tổng thống Reagan. À. Ông thấy tôi khổ quá. Ông nghe mấy người trong tòa đại sứ nói đó ông cực lắm, đi làm bạch thai. Rồi thì ông mới gọi tôi qua. Yeah. Tức là năm 1985 mới qua đây chính thức. Như vậy thì thấm thoát Hòa Thượng đã ở tại Hoa Kỳ này 33 năm. Nhưng mà thưa Hòa Thượng, chùa Liên Hoa thì năm nào Hòa Thượng mới được phép xây dựng, mới là kéo dài bao nhiêu cái thảo lâu Hòa Thượng? Trải qua nhiều cái giai đoạn bầm dập. Bầm dập. Mãi cho tới năm 1991, yeah. Đúng là 91 đó, mới được cái giấy phép của City cho phép cất chùa nhỏ nhỏ. Yeah. Nhưng mà phải trải qua nhiều giai đoạn đó. Trời. Khó khăn Hòa Thượng. Khó khăn ghê lắm. Yeah. Nhưng mà thưa Hòa Thượng, trước đó thì Hòa Thượng có ý định đi ở cái nơi nào không? Lúc đó thì cũng đi qua Massachusetts, Boston, cũng nhiều nơi lắm. Yeah. Ở chùa Phật Tổ Long Beach. Long Beach. Rồi lên Riverside này. Quá, wow, nhiều vậy sao? Riverside rồi. Có lên Lost không Hòa Thượng? Có chứ. Yeah. Nhưng mà rồi ông cái duyên đó phải đợi cho cái duyên nó chín mùi rồi thì mới gặp cái chùa này, cái nhà. Yeah. Thế lúc nào thì Hòa Thượng bắt đầu khởi công xây dựng chánh điện của chùa Liên Hoa? Khởi công xây dựng cái chùa Liên Hoa tới năm 1983. Năm 1993 chứ. Yeah. Mới được cái giấy phép để cất chùa. Yeah. Có cái chùa nhỏ phải trải lên tới tòa thượng thẩm nha. Tức cười chết rồi. Yeah. Sau đó thì ông chánh án tòa thượng thẩm ông nói thôi bây giờ ông về vẽ cái plan cái chùa nhỏ nhỏ vậy đó. Yeah. Tu vậy được rồi. Yeah. Nghe rồi thì City Garden Rome mới cho phép có cái chùa nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi đó tới năm 1995 hơn. Yeah. Mới khánh thành. Wow. Trong cái dịp lễ Phật Đản luôn. Như vậy là Phật Đản năm 1995 Hòa Thượng khi khánh thành cái chánh điện của chùa Liên Hoa. Nhưng mà trước đó thì chắc lại phải trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn cả về tài chính lẫn vấn đề hàng xóm rồi thủ tục hành chính của thành phố. Thưa Hòa Thượng, đến năm 2018 chúng ta chỉ vòn có vỏn vẹn vài tuần lễ nữa là đại lễ Phật Đản sẽ được trang trọng diễn ra ở các ngôi chùa của Quận Cam của chúng ta. Thế thì mỗi năm từ năm 1985 đến bây giờ thì Hòa Thượng bao nhiêu cái lễ Phật Đản mà thường tổ chức ở chùa này là? Từ năm 1985 về đây thì chỉ có nhà thôi, thế nhưng mà cũng tổ chức lấy cái vườn đó. Yeah. Làm bên nơi tổ chức lễ Phật Đản, rồi sau khi cái chùa khánh thành xong rồi mình mới làm lễ Phật Đản chính thức ở chùa. Vâng. Nhưng mà trong cái phạm vi giới hạn thôi. Yeah. Rồi thì từ đó tới nay thì cứ mỗi năm tổ chức ở chùa với lại ở anh em Convention Center. Yeah. Tổ chức hai ba lần ở anh em Convention Center. Con thấy
một số báo chí có gửi lại một vài hình ảnh vào những cái thập niên trước thì Hòa Thượng có tổ chức ở tại Convention Center của Anaheim á, một cái đại lễ Phật đản rất là lớn, quy tụ cũng có khoảng 7-8 ngàn người, thưa Hòa Thượng. 6 ngàn. 6 ngàn người, dạ. Bởi vì vậy cái Anaheim Convention Center chỉ có một cái phần lớn 6 ngàn người thôi. Dạ. Thế thì thưa Hòa Thượng, năm nay Phật đản lại về với chùa Liên Hoa. Hòa Thượng, năm nay thì Hòa Thượng có cái chủ đích gì để tổ chức lễ Phật đản năm nay thưa Hòa Thượng? Mấy năm nay thì thường tổ chức rất khiêm tốn tại chánh điện chùa Liên Hoa thôi. Nhưng mà mục đích để cái lễ Phật đản này nó gợi lại cho đồng hương Phật tử chúng ta những cái điều gì thưa Hòa Thượng? Thí dụ như mình trong gia đình có ông cha với bà mẹ thì mỗi năm mình có những cái ngày lễ, ngày giỗ, ngày kỵ rồi đó. Yeah. Thì mình để nhớ lại cái công ơn của cha mẹ. Yeah. Trên phương diện tôn giáo thì mỗi năm mình làm cái ngày lễ Phật đản đúng vào cái dịp lễ gọi là cái ngày đản sanh của Đức Phật ra đời. Thì mình để cái thứ nhất á, là tập theo cái gương của Ngài. Thứ hai là tập theo cái hạnh của Ngài. Cái thứ ba là mình học theo cái ra đời của Ngài. Anh biết sự ra đời của Ngài. Ngày đi khi mà ở cái tới ngày mà sinh đẻ thì Hoàng hậu Maya đấy đi về cái quê hương của gia đình mình để mà sinh đẻ nghe. Thì từ ở Ca Tỳ La Vệ đi qua cái ấy có nước của gia đình bà mẹ có cha mẹ có Hoàng hậu đó. Thì phải qua đi qua cái vườn Lâm Tỳ Ni. Vườn Lâm Tỳ Ni rộng lớn lắm. Thì tới đó ngay bà chuyển bụng, bà sinh đẻ, bà sinh. Ngay trong vườn Lâm Tỳ Ni. Ngay trong vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi có cái vui đó là khi mà ngày ra đời á, ngày không ra rồi nằm trong lòng bàn tay của mẹ mình, ra rồi bước lên 7 bước. Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất. Ngài nói là trên kia là cả trời cao kia, dưới thì cả đất rộng này, giữa này ta là đệ nhất. Tại sao ngài đi 7 bước mà ngài không đi 1 bước, 2 bước, 3 bước rồi ngài dừng lại mà ngài đi 7 bước? Hay lắm á. Mình nói theo khoa học và nói theo tâm lý học và nói theo cái văn minh của thời đại này á. Văn minh của mãi cho tới năm 2018 này mình mới hiểu được là cái nền văn minh của nhân loại hiện bây giờ là đi theo đúng đường mà 7 cái bước của Đức Phật Thích Ca. 7 cái bước đi biết sao? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và cái ý thức. Ý thức là cái thức về bản ngã. Mà muốn đạt tới giác ngộ thì phải đi tới qua 7 cái chặng đường này. Nghĩa là làm cho 7 cái chặng đường này trở thành purify, trở thành trong sáng, sáng hết. Thì mình mới giác ngộ. Hiểu không? Cũng giác ngộ là như một tấm gương mà mình lau cho thật sạch, mình lấy thuốc xịt cứ tiếng xịt ấy nó sạch sẽ trong veo hết, thì những cái vầng sao, những cái ngôi sao ở những trong bầu trời cách xa hàng tỷ tỷ quang niên nó cũng hiện vô trong đại được. Thì khi mình giác ngộ, cái tâm mình đạt tới cái purify rồi đó, purification rồi, thì cái tâm mình cũng như miếng kính, cũng như cái Hubble telescope á, người ta lau hoài, trong giây phút nào cũng lau sạch hoài như thế này. Cho nên những cái ngôi sao, những cái hành tinh cách xa trái đất này bao nhiêu càng tỷ tỷ quang niên mà cũng hiện vô trong cái bản thể, trong cái viên vọng kính vậy. Thì khi cái tâm mình nó trong veo như cái viên vọng kính như vậy thì mình sẽ thấy hết các, gọi mà Đức Phật gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó. Thưa Hòa Thượng, cảm ơn Hòa Thượng đã dẫn dắt chúng con đi đến những cái bước
gọi là lịch sử của Đạo Phật. Đến bây giờ thì năm nay Thưa Hòa Thượng, Phật đản 2562 lại được trang trọng trở về với chùa Liên Hoa. Thế năm nay Hòa Thượng, cái chương trình Hòa Thượng tổ chức như thế nào Thưa Hòa Thượng? Năm nay thì mình làm ở chùa, tức là làm cũng rất là khiêm tốn thôi. Dạ. Nhưng chắc các người Phật tử chỗ mình cũng đông. Yeah. Thì lúc đầu tiên thì mời chư Tăng Ni đi vào chánh điện. Rồi thì sau đó mình ngồi thiền chút. Dạ. Yeah. Nhưng mà đã... thời điểm lúc nào, ngày nào Thưa Hòa Thượng? Ngày mùng 3 tháng 6. Vâng. Dương lịch. Dương lịch. Và lúc mấy giờ là bắt đầu Nhật khởi sự chương trình thưa bà? Vào khoảng 11 giờ thì bắt đầu. Vâng. Kính thưa quý vị, đại lễ Phật đản 2562 sẽ được trang trọng diễn ra tại chùa Liên Hoa vào từ lúc 11 giờ sáng ngày 3 tháng 6 dương lịch. Và Hòa Thượng chân thành ngỏ ý mời tất cả đồng hương Phật tử đến cùng với chùa Liên Hoa để tham dự và vui mừng với ngày lễ đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị, chỗ đậu xe ở cái khu vực này thì cũng có phần hạn chế, nhưng quý vị có thể tìm ở những cái khu vực chung quanh và tránh làm sao để giữ được cái tình trạng gọi là ổn định trật tự cho xe cộ qua lại. Đó là điều mà Hòa Thượng mong muốn tất cả các đồng hương Phật tử đến để chia vui cùng với chùa Liên Hoa nhân ngày lễ Phật đản. Chúng con xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng, chúc Hòa Thượng lúc luôn sức khỏe để cùng với đồng hương Phật tử cùng những người đồng bào Việt tại hải ngoại, và cảm ơn những sự đóng góp của Hòa Thượng với cộng đồng của chúng con. A Di Đà Phật, cảm ơn anh Đoàn Trọng, cảm ơn anh, yeah, anh Dũng rất là nhiều, yeah, và thành thật cảm ơn các Phật tử Việt Nam đã đạt đến một cái trình độ văn minh khá tốt đẹp, cố gắng lên, cố gắng để mà làm rạng danh cho con dân nước Việt. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi, và quý vị vẫn giữ 56.7 và 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Biên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.